Dạ. Hôm nay mình sẽ học về CSS position. Thì position nó là cái gì? Nó CSS. Và cái position này nó khá là quan trọng, nhớ vậy. Nó khá là quan trọng, tức là bạn học về bạn học về comment thì cái position này giống như là cái bắt buộc các bạn phải nắm được để các bạn code rồi. Khi mà mình code thực tế thì chúng ta sẽ gặp những trường hợp xài position rất là nhiều. Rồi vậy thì ok mình vô position ha. Position. À vậy thì position nó như thế nào và nó là cái gì? Thì mình sẽ đi đến một cái ví dụ như sau. Đó là giả sử như bây giờ thầy tạo một cái hình chữ nhật đi. Hình chữ nhật tiếng Anh là cái gì ta? Cho thầy biết cái hình chữ nhật. Đứa nào vậy? Đứa nào vậy? Để thằng May có đứa nào nó giỏi tiếng Anh để làm sao thì đưa lên lớp tiếp trình. Rectangle TANG đó. Đó là cái hình chữ nhật. Được chưa? Mình nhớ tên tiếng Anh luôn nha. Rồi. Chúng ta có cái hình chữ nhật đặt class Rectangle. Vậy thì nếu mà chúng ta viết như thế này đó, thì vô đây thì mình thấy nó từ từ mình thôi. À. Nhìn nó vậy đó thì mình vô là mình mới vô là mình thấy là không có gì hết tại mình đâu có viết cái gì đâu mà có. Rồi thì cái hình chữ nhật của mình là mình mới có làm cái gì, mới tạo cho nó một cái thẻ div thôi, có cái class là rectangle thôi. Bây giờ mình phải viết CSS cho nó đúng không, để nó mới ra được cái hình chữ nhật. Như thì giả sử như hình chữ nhật thì mình phải cho nó cái chiều dài và cái chiều cao thì nó mới ra được cái hình chữ nhật đúng không. Dài thì mình có là width, ví dụ 200 pixel, chiều cao thì mình có khoảng 100 pixel đó. Em cũng được, pixel cũng được, thầy nói rồi ha, do thầy quen miệng đọc pixel vậy thôi. Nhưng mà khi thầy nói tiếng Anh thầy đọc khác đúng không, người phải có nhiều mặt, cái mặt của bản chất người mình phải có nhiều mặt, hai mặt càng tốt. Rồi thì background thì ví dụ thầy để màu đỏ đi đó, thì chúng ta đã có ngay một cái hình chữ nhật vậy thôi. Vậy thì bây giờ mình học tới đây rồi mình có luôn cái công thức để mình tạo hình chữ nhật, đó là để tạo được hình chữ nhật tôi phải có chiều dài, có width, có height và tôi thêm cái màu vô nữa. Bởi vì sao, nếu tôi không có cái màu tôi để như này thì sao, không thấy này gì hết, nó trong suốt thì nên phải để cái màu vô thì tôi mới thấy được. Rồi thì đây là cái hình chữ nhật của thầy ha. Rồi thì cái thuộc tính position ở trong CSS nó là cái gì? Thì cái position đầu tiên các bạn học đó là các bạn học về position relative. Rồi, học về position relative các bạn. Rồi thêm cái position relative này vào cái class rectangle của mình thì mình thấy là không có gì thay đổi hết trơn đúng không, tại vì thêm vô rồi cũng đâu thấy cái gì đâu, có đâu có cái gì đó thay đổi ở cái hình chữ nhật đâu đó. Nhưng mà nhớ là khi chúng ta thêm cái position vô thì bây giờ chúng ta sẽ có thể sử dụng những cái chúng ta có thể sử dụng những cái thuộc tính để di chuyển cái hình chữ nhật này. Di chuyển thì mình nói vậy thôi nhưng mà cho cái khoảng cách ví dụ như là top nè, left nè, right nè, bottom, được chưa? Tức là khi chúng ta sử dụng position rồi thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuộc tính này. Rồi, ví dụ có position rồi đúng không? Thầy để left 20 pixel. Đó, thì ngay lập tức nó di chuyển qua bên trái là nó di chuyển qua bên phải chứ là 20 pixel. Đúng không? Ví dụ thầy để top 50 pixel. Đó, thì nó di chuyển xuống 50 pixel. Hình dung chưa? Hình dung chưa? Thì mình nhớ nè, mình có position rồi mình cộng thêm mấy cái thuộc tính này để mà mình di chuyển, nói là di chuyển vậy thôi nhưng mà mình tạo ra một cái khoảng gì không gian gì hết. Ví dụ như tạo khoảng không gian bên trái 20 pixel, top thì tạo một cái khoảng không gian là
50 pixel nó đẩy xuống, nó di chuyển xuống vậy thôi, mình thấy nó sẽ di chuyển. Rồi vậy thì bây giờ mình xem thử nó khác gì so với lại cái gì mình thấy mình viết như thế này, nó giống giống cái gì các bạn biết không? Giống giống cái gì? Bed in là thấy một điểm rồi, bed in là thấy một điểm rồi. Machine. Vậy thì mình thấy là cái gì mà viết position mà thấy giống học machine quá thầy. Em thấy học machine viết cũng được mà phải viết cái position này chi cho nó mệt, đúng không? Vậy thì cái sự khác nhau nó nằm ở chỗ là giả sử như chúng ta có một cái thẻ khác đi, ví dụ như thẻ H1. Ví dụ như là thằng để cái nội dung vô trước si ở sở tủ bình. Rồi, thì mình nhìn nè. Bây giờ cái dòng chữ của mình nó ở đây nè. Đúng không? Và cái hình chữ nhật của mình nó bị đè lên cái chữ của mình như thế này. Đó, từ từ ha. Nhưng nếu chỗ này chúng ta sử dụng margin thì tạm thời thì đóng nha, tạm thời thì đóng lại đi. Thì để margin top 50 pixel, margin left 20 pixel. Thì mình thấy là sao? Nó cũng đưa xuống đây nhưng mà cái chữ của mình nó lại nằm ở dưới này. Thấy cái sự khác biệt không? Thấy cái sự khác biệt giữa sử dụng position với lại machine không? Đầu tiên là bạn thấy cái sự khác biệt trước rồi thầy mới giải thích được là nó tại sao nó như vậy. Rồi, được chưa? Rồi, vậy thì đối với lại machine thì sao? Chúng ta vẫn tạo những cái khoảng không gian ở đây và nội dung ở bên dưới của mình nó sẽ bị đẩy xuống theo luôn, tức là cái nếu mà cái hình chữ nhật này nó đẩy xuống thì cái chữ của mình nó cũng bị đẩy xuống theo. Nhưng mà tại sao position nó không đẩy và position thì nó có tác dụng gì? Thì hôm nay thì mình sẽ học tìm hiểu về cái vấn đề đó. Rồi, thì thầy qua đây cho thầy vẽ vời một chút xíu đi. Thì giả sử như đây là cái hình chữ nhật của thầy nè. Rồi, đây là cái dòng test của thầy nè. Rồi, được chưa? Đó. Rồi, thì cái dòng này chính là cái dòng gì? Chứ sẽ test chữ lần bỏ vô cho nó đúng chứ không lại bắt bẻ thầy nữa. Rồi, sẽ test đây ha. Rồi, bình thường thì như thế này. Vậy thì cái thuộc tính position các bạn, thuộc tính position là thuộc tính mà nó sẽ giúp các bạn tách một cái phần tử HTML, được chưa? Tách một phần tử HTML ra, ví dụ như mình đang có cái hình chữ nhật này đúng không, thì nó sẽ tách ra nè, nó tách ra rồi đó. Cái là hiện tại khi các bạn cho position là nó tách ra rồi và các bạn sử dụng những cái giá trị như là left hoặc là top, ví dụ left 20 pixel thì nó đưa qua đây 20 pixel. Thì do top 50 thì nó sẽ đưa cái này 50 và nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến với những cái phần tử khác, nghĩa là nó tách ra một mình, nó chơi mình nó gì đó, hiểu không? Nó giống như là introvert gì đó, người gọi là gì ta, introvert người ta dịch ra là cái gì ta, introvert thì có tiếng Việt là cái gì nhỉ, hướng nội, cái này một mình chơi mình vậy đó. Tức là ông nội này ông tách ra rồi ông thích di chuyển ở đâu ông di chuyển, nó không có ảnh hưởng gì đến những cái gì thẻ khác, thì đó gọi là cái position. Nghĩa là tất cả những thuộc tính position thì nó đều có công dụng là như thế hết, tức là chúng ta tách ra và chúng ta có thể di chuyển, được chưa? Không ảnh hưởng gì đến những thẻ khác. Và đối với lại machine thì sao, ví dụ chúng ta đẩy cái này xuống thì cái test của mình cũng bị đẩy xuống, còn đối với lại position thì chúng ta có thể đẩy nó chỗ nào cũng được hết và nó không có ảnh hưởng gì đến những cái khác hết, được chưa? Nắm được chỗ này chưa? Hình dung không? Hiểu không? Hiểu cái khúc này chưa? Hiểu nó khác biệt so với lại cái margin chưa? Chính là nắm được rồi đúng không? Rồi, thì đó là ý nghĩa của gì? Position relative. Rồi tương tự chỗ này bạn có thể có những cái giá trị khác như là top gì đó, ví dụ như đây thì mình có top với lại left thôi, mình đẩy qua đây thôi. Còn ví dụ như các bạn cũng có những cái giá trị như là giá trị âm các bạn, ví dụ như các bạn để trừ 20 thì sao, nó đẩy qua bên bên trái chưa?
âm thì nó đẩy con lên trái, ví dụ như này âm thì nó đẩy lên trên thôi ha. Mình có giá trị âm được, mình sử dụng giá trị âm được ha. Margin mình cũng sử dụng giá trị âm được nhé. Backdin mình không có sử dụng âm, nhưng mà quyết hai này mình cũng không có sử dụng giá trị âm, tại quyết hai là chiều dài chiều cao mà cái âm đâu được đâu. Thì mình để như thế, thì đây là region relative, tức là mình tách một cái phần tử ra mà nó không có ảnh hưởng gì đến những cái phần tử khác hết. Và nhớ là nó vẫn có một cái gì, rồi các bạn hình dung nè, các bạn hình dung nè, cái cho các bạn nắm được cái chỗ này. Đó là cái vùng không gian đó bạn, các bạn có thể hình dung nó như là một cái ngôi nhà đi ha. Một cái ngôi nhà thì mình sẽ có cái nhà và cái gì, cái miếng đất, đúng không? Cái miếng đất của cái ngôi nhà đó thì các bạn hình dung nè. Đối với lại position relative thì sao? Giống như là chúng ta bóc cái nhà đó, chúng ta di chuyển vậy đó. Dù đây là cái nhà, nhưng mà cái miếng đất của nó vẫn còn ở đây. Các bạn hình dung không? Cái này, cái là nó vẫn có một cái vùng space của nó ở đây, là cái miếng đất của nó đó, cái miếng đất của cái màu đỏ này nè, cái hình chữ nhật này, được chưa? Tức là mình chỉ di chuyển cái nhà đi thôi, còn đất của nó thì vẫn còn ở đó. Nắm được cái khúc này chưa? Hiểu không? Ví dụ vậy có hiểu không? Cái là mình di chuyển cái nhà đi thôi, còn đất thì nó vẫn còn ở đó. Đó là lý do mà ở đây các bạn thấy là cái chữ của mình nó vẫn nằm ở đây. Rồi, để xíu nữa mình học một cái khác là nó lấy luôn cái miếng đất của người ta đi luôn. Rồi, thì đó là position relative ha. Rồi, tiếp theo thì mình học về version absolute. Rồi, đối với lại absolute thì cũng giống y như relative ở cái chỗ là nó đều tách ra hết. Nói chung những cái thuộc tính version, giá trị của nó như thế nào mà kệ, nhưng mà nó luôn là nó tách một cái phần tử ra. Và chúng ta vẫn sử dụng được cái gì? Top, left, right, bottom ở đây. Tuy nhiên đối với lại position absolute thì đất của nó đi theo luôn, cái là chỗ này, đúng không? Là tách ra thì nó sẽ bao gồm là cái vùng không gian chứa nó, là nó, các bạn có thể hiểu là miếng đất đó, và cái ngôi nhà thì mình đưa đi luôn, thì ngay lập tức những cái phần tử bên dưới nó sẽ được đẩy lên trên, tại vì đất trống mà nó lấy miếng đất nó đem đi luôn rồi, vậy thì những cái phần tử bên dưới nó sẽ được đẩy lên trên như thế này. Thì đó là bản chất của cái thằng position absolute, hiểu không? Là đầu tiên là mình tách ra và mình là những cái phần tử bên dưới nó cũng bị đẩy lên trên luôn, bởi vì cái vùng không gian của nó cũng bị tách ra luôn rồi, nên những cái phần tử bên dưới cũng bị đẩy lên trên. Còn đối với lại cái thằng relative thì không, nó chỉ tách cái nhà đi thôi, còn đất nó vẫn nằm ở đó. Còn absolute thì nó tách nhà đi luôn, đất nó cũng mang theo đi luôn, nó giải tỏa luôn, hình dung không? Thì những cái phần tử bên dưới nó sẽ bị được đẩy lên như thế này. Nắm được chưa? Nắm được chưa mấy bạn? Hiền quá mà. Tôi hiền quá đúng không? Rồi. Thì tiếp theo nè, và bây giờ tất nhiên là chúng ta sẽ chưa có học xong cái position đâu, position ở tiệm absolute luôn. Mà bây giờ chúng ta phải xem về cái sự kết hợp của nó để chúng ta hiểu hơn về cái relative và cái absolute ha. Rồi, tiếp theo là thầy sẽ đi uống miếng nước đấy. Ok, quá đã. Cái gì có một cô gái bên cạnh thầy ngay lúc này, học tiếp đi. Rồi, bây giờ mình sự kết hợp một chút xíu. Bây giờ là nhìn này nha. Rồi bây giờ thầy sẽ viết như sau. Cái square này
Bây giờ thầy bên trong này thầy, à cái rectangle với bên trong này thầy tạo một cái đây, square. Square là hình gì? Square là hình gì? 12 năm học tiếng Anh, 20 mấy năm học tiếng Anh, đem ra sử dụng đi. Cái sảnh gì vậy ông nội? Quýnh bài đúng không? Quýnh bài nhiều quá ra sảnh đúng không? Hình vuông. Hình vuông nha. Hình vuông thì làm ơn đừng có tạo hình chữ nhật nha. Hình vuông làm ơn đừng tạo hình chữ nhật giùm. Hình vuông thì chịu khó cho nó width bằng 2 giùm. Là ví dụ 100 pixel, 200 pixel. Bắt vào. Là màu à, một đỏ rồi mình cho màu vàng nữa đi. Vàng này thì nó xấu quá, màu vàng à, shit đi. Không thấy mạng gì hết vậy? Sao thấy mạng gì hết vậy? Cả chiêu lưu đó à, thì sẽ cho thêm cái ông nội này chiều cao một chút xíu. Tại 100 thì nó bằng nhau rồi. Chỗ này 500, chỗ này cho nó 600 đi. Kẹn nó, cho nó đau mắt chơi vậy đó. Đau mắt quá hả? Nhưng mà không sao, kẹn nó đi. Mấy đứa đau chứ thầy đâu có đau mắt đâu. Rồi nhìn, bây giờ nhìn nè, nhìn nè, tại sao nó ra được như thế này? Nó ra được như thế này là do thứ nhất là cái hình chữ nhật của mình tạo nè, và bên trong nó mình tạo một thằng con, đúng không? Square thì nó chỉ có thể là nằm ở đây thôi, tại vì đây square con thì nó nằm ở đây. Vậy thì mình code CSS, code HTML như thế này, code CSS như thế này, và nó ra cái hình ở đây. Thì các bạn có chỗ nào khó hiểu không? Cái này thì bỏ position đi. Đó, thì nó không có gì thay đổi hết. Được chưa? Thì ban đầu nó là như thế đó. Tức là nếu mà chúng ta viết CSS như thế này và chúng ta viết HTML như thế này, viết CSS như thế này thì chúng ta như thế này. Nắm được chưa? Hình dung không? Rồi, vậy thì bây giờ mình qua cái ví dụ như sau. À, đây. Đó. Cái này mình cho nó màu đỏ. Này mình cho nó màu vàng. Chuyển nó from. Đây. Đó. Thì đây là cái mẫu của mình nè. À. Đúng không? Hình dung không? Rồi, bây giờ chúng ta muốn là một cái chuyện như sau. Đó là chúng ta muốn đưa cái thằng màu vàng này nữa các bạn. Đưa cái thằng màu vàng này nó nằm ở bên phải của cái thằng màu đỏ nha. Màu đỏ đây nè, còn đây trong đây là màu hồng. Tức là chúng ta nó đang nằm mặc định là nó nằm ở đây nè. Là khi vừa tạo thì nó nằm ở đây. Bây giờ thầy muốn nó nằm ở đây, hoặc là nó nằm ở đây, hoặc là nó nằm ở đây. Thì thầy viết làm sao? Hiểu không? Hiểu cái mà mình sắp code không? Tức là chúng ban đầu nè, bây giờ chúng ta muốn nó nằm ở đây. Đó. Nó nằm ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà thầy đưa cái thằng màu đỏ nè, mày thầy đưa cái thằng màu hồng này đi nè, thì sao? Màu vàng lúc nào nó cũng phải nằm ở bên này. Được không? Ví dụ như thầy đưa đi thì lúc nào nó cũng phải đi theo hết. Ví dụ đưa đi đây thì màu vàng lúc nào nó cũng phải nằm ở cái góc này. Chứ không, họ không có chơi mất dạy nha. Đưa ông đậu này đi, ông đậu vàng ở đây thì cũng như không, học cũng như không mà. Mình không có chơi như thế. Cái là à, cái thằng màu vàng này lúc nào nó cũng phụ thuộc vào cái thằng màu, màu gì? Màu hồng hết. Cái là màu hồng đi đâu thì nó đi theo đó. Được chưa? Rồi, thì làm sao để chúng ta làm cái việc đó? Rồi, việc đầu tiên của mình đó là là mình học về cái sự kết hợp giữa hai cái position, rồi từ từ mình sẽ hiểu ha. Mình học nè. Rồi ví dụ như nếu như thằng cha thầy sử dụng position relative, rồi là cái hình chữ nhật thầy sử dụng position relative, và cái thằng hình vuông màu vàng ở đây nè thầy sử dụng position absolute. Rồi sau đó thầy để right. Tại vì thầy sử dụng position nên bây giờ thầy sử dụng top left right bottom, và ví dụ right thầy để không. Rồi, thì ngay lập tức cái thằng màu vàng của mình nó sẽ được đưa qua cái góc bên này. Và ví dụ như là chỗ này mình đưa cái thằng màu hình chữ nhật này đi đi, ví dụ như là top 50 pixel. Thì sao? Là lúc nào cái thằng màu vàng của mình nó cũng nằm ở bên trong cái thằng màu đỏ, và thằng màu
màu đỏ đi đâu thì màu vàng nó sẽ chạy theo như thế. Và tại sao nó làm được cái việc đó? Rồi thì chúng ta phải học thêm một cái định nghĩa, tức là học thêm một cái đặc tính của cái thằng absolute như sau. Position absolute ha. Thứ nhất đó là tách một phần tử rồi. Thứ nhất đó là cái gì? Thứ nhất đó là nó tách một cái phần tử ra, hình dung không, là nó tách được cái thằng màu vàng ra rồi, và nó kiểm tra nữa, bạn kiểm tra thằng cha gần nhất các bạn, gần nhất thuộc tính position rồi ha. Rồi nó đi nó làm cái gì? Kiểm tra thằng cha gần nhất có thuộc tính position, được chưa? Rồi và sẽ phụ thuộc vào thằng đó. Rồi có nghĩa là sao? Cái việc đầu tiên là nó tách ra, thì thầy đã nói rồi, cái là position thì nó tách ra, là cái này là không có gì để bàn cãi hết. Và cái cuối cùng là kiểm tra thằng cha gần nhất có thuộc tính position và sẽ phụ thuộc vào cái thằng đó. Nghĩa là ở đây cái thằng nào đang có thuộc tính position absolute, cái là nãy giờ thầy đang nói là position absolute đó nha. Là thằng nào đang có position absolute, có phải là cái thằng màu vàng không? Là có position absolute đúng không? Là cái thằng square nè. Đúng lắm. Đúng chưa? Rồi. Mình nhìn nè, kiểm tra cái thằng cha gần nhất là ông nội nào đây? Ông nội cha gần nhất của nó là rectangle, và xem là thằng cha này nè nó có cái thuộc tính position hay không. Vậy thì cái thằng cha rectangle này có thuộc tính position không? Có không? Cái là thầy không có phân biệt cái thuộc tính position nào, thầy chỉ biết là nó có thuộc tính position thôi, còn bên này là absolute hay là relative thầy không quan tâm. Có thuộc tính position không? Có, đúng không? Và bởi vì cái thằng cha này có thuộc tính position nên khi chúng ta sử dụng những cái giá trị là top left right bottom, left right và bottom đó, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thằng cha là thằng rectangle nè. Có nghĩa là nếu như ở đây các bạn đẻ không thì nó sẽ nằm bên phải của cái thằng cha là cái thằng rectangle. Rồi ví dụ như là bây giờ thầy muốn đưa cái hình này xuống đây thì thầy sẽ đẻ thêm cái giá trị nào, tức là thầy sẽ sửa như thế nào. Thầy muốn đưa cái hình màu vàng này xuống chỗ này nè thì thầy sẽ viết như thế nào đây. Rồi bottom không, rồi vậy thôi, tại vì mặc định của mình là led không rồi. Led nó ghi chữ led thì ứa máu ghê không, 12 năm đèn sách của nó ghi chữ led vậy luôn đó. Rồi tại vì mặc định là nào bên trái rồi, vậy thì mình ví dụ cái nữa đi, bên này đưa cái hình màu vàng ở chỗ này qua bên này thì mình biết làm sao, lạ coi để xem có hiểu bài không, mình đưa làm sao để nó qua bên đó. Right không, chắc chưa, vậy thôi hả? Right không, vậy thôi đúng không? Viết bậy không à. Bottom không, right không, bottom không, rồi mình phải có right không nữa, nó phải cái sự kết hợp. Còn nếu mình để right không thì nó lại nằm ở đâu? Ở bên này rồi đúng không? Right không thì nằm ở trên này rồi đó. Rồi tiếp theo chỗ này, nhớ chỗ này nha, kiểm tra thằng cha gần nhất có thuộc tính position hay không. Vậy thì chỗ này mình nhìn nè, chỗ này các bạn cũng có thể sử dụng position gì absolute được không, được không? Thì lưu lại nè, nó vẫn chạy bình thường bởi vì cái định nghĩa mà thầy đưa ra nè, gần nhất có position, còn position gì thì lại không quan tâm, absolute là ra tiền gì cũng được hết, nắm được chưa? Rồi vậy thầy giả giả đò làm cái nửa đi, bên trong cái square này thầy tạo một cái gọi là ồ hình tròn cái gì đó, hình tròn như tiếng Anh là cái gì nhỉ?
thử mình học tiếng Anh luôn, sẵn còn biết thì mình hỏi thôi, mình hỏi giá đò rồi giá đò vậy thôi, chứ mình đâu có ngu vậy đâu các bạn. Hình tròn hiểu chưa, bên trong này có cái hình tròn nữa, hình tròn là circle. Đã biết tại sao thầy thích hình tròn không? Biết không Tâm? Tâm, biết tại sao thầy thích hình tròn không? Vì hình tròn có tâm. Đơn giản nhiều mà cũng không biết nhờ. Cái gì vậy? Chán nó nặng ghê đó. Học người ta chỉ code thôi, gánh code thôi, chứ bây giờ mấy cái chuyện đó để thầy gánh nữa. Rồi thì cái hình tròn này thì thầy mình sẽ trước tiên mình cho ông nội hình vuông này nó bự lên xíu, cho mình cho ông nội hình tròn có đất diện. Hình tròn thì mình sẽ cho lại. Rồi đối với lại hình tròn đó bạn, thì để tạo hình tròn, công thức để tạo hình tròn như sau. Công thức để tạo hình tròn nè, tạo hình tròn bằng một cái hình vuông cộng với lại border radius 50%, vậy thôi, không cần phải, các bạn không cần phải ngồi suy nghĩ là tại sao nó như vậy, nhớ giùm thầy thôi được rồi. Rồi width 2 là mình tạo được cái hình vuông rồi nè, cộng thêm border radius nữa bạn, radius 50%. Rồi nhớ là mình phải thêm cái màu vô, chứ không có cái màu thì có thấy mẹ gì đâu. Rồi ở gì background black đó, thì đây chính là cái hình tròn, được chưa? Vậy thì công thức tạo hình tròn của mình là cái gì? Một cái hình vuông, mà hình vuông là phải có width hai bằng nhau. Đây thì để làm trăm pixel cộng với lại border radius 50% thì nó ra được hình tròn, và cho thêm cái background vô nữa. Yeah. Rồi vậy thì bây giờ thầy muốn làm ở đây nè, cái chỗ này là thầy thấy là nó ok rồi đó. Chỗ này thầy kéo qua chút xíu này, kéo qua đây, cái bề nách của mình nằm ở đây. Vậy thì bây giờ thầy muốn đưa cái bề nách nó nằm xuống dưới này thì thầy phải làm sao? Thầy đưa cái bề nách nó xuống cái góc bên đó, thì có phải là bây giờ mình phải làm sao đó để mà cái hình tròn này nè nó sẽ phụ thuộc vào cái thằng hình gì, hoặc là bên này hình tròn nó phải phụ thuộc vào cái thằng gì, hình vuông ở đây đúng không? Vậy thì mình sẽ thêm những cái thuộc tính nào cho cái thằng circle đây. Rồi có ai xung phong không, có ai nãy giờ ngồi chơi không có trả lời gì không? Trí nãy giờ trả lời gì không ta, để coi Trí hình như nãy giờ nó không nói chuyện nha. Có Trí, ok. Rồi thuộc tính đầu tiên thầy phải viết là cái gì? Position absolute, được chưa? Tại vì sao position absolute là để thầy tách nó ra, sau đó thì để right. Right không thì nó qua đây. Còn dù xuống dưới này thì thầy phải thêm là cái gì? Bottom không. Hình dung không? Còn ví dụ như là mình muốn nó qua bên đâu? Qua bên trái này thì mình sẽ để là qua bên đây nè, để đâu? Qua đây để đâu? Left không. Vậy thôi hả? Trả lời cái hết thích hình tròn luôn. Đang thích hình tròn đó mà nó trả lời left không là thấy hết hết thích hình tròn luôn. Các bạn có một cái đúng chứ, để left không là nó lên đây rồi. Ví dụ left không, bottom không thì nó mới xuống đây được. Lại thích hình tròn nữa rồi. Biết tình Vinh Râu chia tay vợ sau mấy năm đó, nhớ không? Mấy đứa có đọc tình không? Thầy vô tình đọc chứ không phải thầy nhiều chuyện. 6 năm học. Thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ này, bây giờ mấy đứa bây giờ thích đứa nào đúng không? Thích đứa nào thì mình nói ra.
Chứ bây giờ giả sử con nó có người yêu rồi đi, nhưng mà chưa chắc tụi nó thích nhau. Giả sử tụi nó thích nhau chưa chắc tụi nó yêu nhau nữa. Giờ giả sử tụi nó yêu nhau rồi đi, cũng chưa chắc là nhỏ nó sẽ cưới cái thằng đó nữa. Mà cưới xong rồi chưa chắc là con của thằng đó nữa, đúng không? Giờ giả sử con của thằng đó luôn, giờ hai đứa có con đi, chưa chắc hai đứa nó sống lâu với nhau nữa. Đó, 6 năm chia tay luôn, thấy chưa? Nên bây giờ mấy đứa cua đứa nào cũng được hết đó, có bạn trai hay chưa có bạn trai, có con mấy đứa cũng cua được nữa. Tại vì theo cái nguyên tắc nãy giờ thầy nói đó, chưa chắc, đúng không? Đấy. Được. Trong lớp mình có mấy bạn nữ mà sao ấy được. Mấy đứa hãy tự tìm hiểu đi, tự cho mình một cơ hội đi. Bữa trước thầy chỉ cách hết rồi mà không nghe. Thầy dạy là thầy dạy code rồi, thầy dạy quà tặng cuộc sống luôn đó, thầy dạy bao nhiêu cái quà tặng cuộc sống luôn. Rồi. Dịch câu hỏi rồi, nhắn nè, tiếp theo. Tiếp theo nè. Rồi. Không, thích bùi đi, đừng chọn cay đắng. Xa thầy là cay đắng đó. Rồi tiếp theo thầy hỏi, vậy thì giả sử chỗ này thầy để ra tiệc được không? Ra tiệc được không? Không. Tại vì sao? Ra tiệc nó không có cái tính chất này, nó không có cái phụ thuộc vào thằng nào hết á, hình dung không? Chỉ có absolute nó mới phụ thuộc vào cái thằng cha gần nhất của nó thôi, được chưa? Rồi câu hỏi tiếp theo, giả sử như thầy đóng cái absolute ở đây lại thì bây giờ giao diện của mình nó như thế nào? Rồi. Vậy thì giao diện của mình bây giờ nó sẽ như thế nào đây? Đây ha. Rồi, giao diện của mình nó sẽ như thế nào đây? Cái hình 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 màu vàng này nằm đâu? Hình màu vàng này nằm đâu? Từ từ, cái hình màu vàng này trước. Tức là thầy vừa bỏ cái absolute của cái thằng square rồi thì hình màu vàng này nằm đâu? Vàng nằm bên trái là trên này đúng không? Có nghĩa là hai cái giá trị này có xài được không? Cái top với lại cái bottom với lại cái right này có xài được không? Không xài được, bởi vì sao? Lúc nãy thầy nói rồi, cái mà xài absolute thì mình mới xài được bốn cái này thôi, còn lộn, xài position thì mới xài được bốn cái này thôi, còn ở đây mình tắt position rồi. Nên hai này để vô chơi vậy thôi cho nó dài dòng, cho nó chuyên nghiệp vậy thôi chứ không có xài được. Để cho người ta biết là mình có xài, có viết cho vui vậy thôi đó. Rồi. Vậy thì nó nằm ở đây đúng không? Chắc chưa? Có ai có ý kiến khác là cái màu vàng nó nằm dưới này không? Hay là nó nằm ở đây? Vậy thì chắc chắn là nằm ở đây rồi đúng không? Vậy thì thằng màu đen đi, màu đen đi, đây là thằng màu đen đi. Rồi trắng, thằng màu trắng mình đọc nó màu đen ha. Nhìn sau này xem lại chắc cậu quả nhập ma. Thằng màu đen thì nghiệp nghiệp bảo là đen thì nằm bên trái dưới của đỏ, là nằm ở bên này đúng không? Rồi có bạn nào có cái ý kiến khác không? Có ai có ý kiến khác không? Có ai không hiểu bài không? Giống vậy. Rồi có bạn nào giống vậy hay là ý kiến khác, nói là nghe coi. Thầy lưu lại trước ha, lưu lại. Rồi, chính xác. Lý do là cái gì? Thằng circle của mình nè, nó có thuộc tính position absolute.
quá đã đúng không? Nhưng mà sao thằng cha của nó là thằng Square nó không có position, nên nó lên tiếp nó kiểm tra cái thằng rectangle nè, đó các bạn phải nhìn trong HTML mới đúng nè, square nè có absolute nè, à lộn, circle có absolute nè, square thì không có position mẹ gì hết trơn. Vậy thì nó kiểm tra tiếp cái thằng gì, rectangle của mình có position không, có position absolute ở đây ha. Và thực ra thì các bạn để relative nó sẽ đúng hơn, bởi vì sao, nếu các bạn để absolute thì giả sử như bên dưới này nó có cái chữ thì cái chữ ở bên dưới này sẽ được đưa lên trên này luôn, các bạn sẽ không thấy nữa. Rồi vậy thì cả lớp có nắm được là tại sao nó ra được cái giao diện như thế này chưa, có nắm được khúc này chưa? Rồi. Rồi vào cái link này, vào cái link mà thầy gửi đó, làm cho thầy cái phần bài tập ở trên này trước ha, làm ở trên này trước cho thầy xem. Làm cái thiết kế thì sao đó cho nó được cái phần ở trên này trước ha, còn bên dưới này chưa có làm gì hết á, nằm ở trên này thôi. Rồi, làm đi, code đi. Thời gian 20 phút. Hiểu chưa? Có nắm được là bây giờ các bạn sẽ đăng like sẽ làm gì không? Dạ 20 phút. Tầm đây. Làm phía trên này nha. Có làm sao cho nó ra được cái giống như này là tốt. Rồi, bây giờ mình đem cái từ xíu cho nó record cái đó mình áp dụng. Rồi, bây giờ mình đem cái này, cái position này vô mình áp dụng để mình làm một cái việc như sau. Rồi đợi thầy xíu. Xin không có. Rồi. Ví dụ mình có một cái trang như sau, mình thấy nữa và mình thấy nè. Ở đây mình có cái hình đúng không, và bên dưới này mình thấy là à mình có một cái dòng chữ mà nó nằm ở bên trong cái hình như thế này, thì mình sẽ làm sao? Rồi nắm được chưa, nắm được cái ý tưởng chưa, là mình có cái hình và mình có cái chữ nằm bên dưới này. Rồi thì mình sẽ viết nó như thế nào đây, thì mình sẽ áp dụng cái position vô mình làm nữa. Và ví dụ như là mình sẽ có là article đi đó, được chưa? Trong này mình có cái hình, ví dụ cái hình thì mình sẽ để là copy sao chép hình ảnh, sao chép địa chỉ hình ảnh. À, thì các bạn có thể làm sao, kích chuột phải vô này, sao chép địa chỉ hình ảnh nè, sau đó bắt ra đây đó, thì đây là cái link cái hình ha, thì các bạn vô đó không được. Rồi tiếp theo thì bên dưới này mình có cái thẻ H2 đi, H2 của mình là cái gì đây, đây copy cái chữ H2 đó. Đây, được chưa? Thì mình vô mình viết nè. À, ở đây. Mở cái tab bên này để mình viết cho nó lẹ, chấm article. Rồi, được chưa? Chấm article bên trong này mình có cái hình. Và mình có tiếp một cái gì? H2. Thì article này thì phải giới hạn cái chiều dài của nó lại. Này như là 500 pixel đi. Thầy xem cái hình này là kích thước là bao nhiêu anh ta? Còn cái hình này kích thước là bao nhiêu đây? Thì cho nó hợp lý luôn, cái hình này kích thước là 600 nhân cho 400 từ 600 nhân 450 đúng không? Thì mình để 600 luôn. Rồi. Cái hình thì viết 100% luôn. Rồi H2 thì rồi. Chưa chưa cần viết. Rồi thì mình được khúc này nha, rồi mình tới khúc này rồi nè đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm sao,
nhất là mình phải đưa được cái chữ này nó lên trên này, đúng không? Đưa cái chữ này lên trên này, vậy thì mình sẽ làm sao, viết làm sao đây, mình áp dụng sao đây mấy đứa? Áp dụng sao? Đưa cái chữ này nè lên trên cái hình chỗ này nè, như lúc nãy của mình học á, học position á, mình viết làm sao? Cái việc đầu tiên mình làm là gì? Thì đầu tiên mình làm là gì? Mình sẽ đưa cái gì? Position ra tệp vào cho cái thằng article. Được chưa? Vì thì article của mình bây giờ đóng vai trò là thằng cha nè. Và cái thằng mà chúng ta muốn tách ra là cái thằng H2 ở đây. Thì H2 của mình cho position absolute. Được chưa? Rồi tiếp tục nó nằm bên dưới này. Thì mình sẽ có là gì? Mặc định là nó left không bên này rồi. Thì mình chỉ cho bottom không nữa là đủ. Đó. Thì nó nằm ở đây. Nắm được không? Rồi ví dụ các bạn thì cho nó là padding trên dưới là 10 pixel, trái phải 0 pixel. Đó, thì chỗ này là trên dưới 10. Đó, cho bắt rau, ví dụ bắt rau màu đỏ đi cho các bạn nhìn. Đó, hình dung không? Cho color màu trắng. Thì chỗ này thì để 10 10 thôi, để 10 luôn đi. Rồi, đó thì mình sẽ được một cái như thế này. Nắm được chưa? Và cái màu đỏ này thì mình có thể đóng lại thì mình sẽ thấy nhìn được là rồi. Hiểu không lớp? Hiểu nãy giờ thầy code cái gì không? Hiểu tại sao chỗ này thầy để position relative rồi thằng con thì để position absolute không? Cái chỗ này mình có nên để position absolute không? Cái article này nè, chỗ này mình có nên để position absolute không? Mình không nên để position absolute. Lý do nếu mà chúng ta để position absolute thì giả sử như dưới này chúng ta có một cái bài viết mới, ví dụ như là ABC đi. Đó, mà chỗ này chúng ta để absolute và MNR nó luôn. Thì sao? Nó tách ra và cái ABC đang nằm ở đâu bên đây nè. Đó, được chưa? Rồi, nên mình không có để là absolute mà mình để là relative thôi là được rồi. Và bên trong này mình mới sử dụng absolute. Rồi, nắm đi chưa? Hiểu được cái chỗ này chưa? Rồi nói đi chơi mấy đứa, tiếp theo là cái gì nhìn nè, ví dụ đi, ví dụ mình gắn rất là nhiều những cái ví dụ về cái position này. Rồi ví dụ ở chỗ này đây mình thấy là cái gì, cũng có một cái hình nè và ở bên cái góc này chúng ta lại có cái chữ là cái gì, gu cuộc sống vậy nè, thấy không? Gu cuộc sống, chữ này không biết đọc sao, gu cuộc sống đi. Rồi, đó, làm sao để mình viết như thế này? Rồi, vậy thì chỗ này là ok rồi, vậy thì do mình thêm vô cái nữa này ha. Thêm vô cái nữa đi. Do mình chưa có học cái thẻ span. Rồi, nhưng mà các bạn có thể viết một cái thẻ span như chỗ này cũng được. Rồi, từ từ, từ. Nói sao? Gu cuộc sống. Rồi, các bạn có thể ghi trong cái thẻ span ha. Span là một cái thẻ mà các bạn có thể sử dụng để mà tạo những cái như là những cái thành phần phụ của một cái web vậy thôi. Ví dụ như là span ở chỗ này các bạn tạo cho cái thằng Google cuộc sống này, nó giống như một cái nhãn gì đó, giống như một cái kịch gì đó, một cái nhãn gì đó. Rồi thì chỗ này thì span theo Z đi. Rồi chỗ này kia. Rồi position. Cô. Đó, được chưa? Tiếp theo là top không left không, thì mặc định của nó top không left không thì nằm bên đây. Rồi. Color cho nó để là white đi, background cho nó bình blue. Blue ở đây. Rồi, giả sử mình có padding 10 pixel. Đó chỗ này giờ ví dụ bây giờ mình muốn nó đưa qua bên phải này thì mình sẽ để nó là cái gì, right không, đúng không? Và mình nhớ là mình sẽ bỏ cái left không này đi, bỏ cái left không này đi. Rồi. Vì mình không có thể nào vừa để left mà vừa để top về để right được thì nó không có đúng. Mình rồi bỏ, nói chung là xài left thì không xài right, xài hai cái thì nó sẽ kéo ra như lúc nãy các bạn nhìn. Rồi đó, được chưa? Top không, right không thì nó nằm ở bên này. Rồi, thì mình sẽ được một cái giao diện nó như thế này. Gồm có là cái gì? Bên này giống như là cái nhãn. Mà đối với là những cái mà trường hợp mà nó như cái nhãn như thế này
thì các bạn sử dụng cái thẻ spend để mà làm. Rồi đây là cái thẻ H2 của mình đó, xong rồi. Nãy giờ các bạn có hiểu được cái ví dụ chỗ này chưa, nắm được chưa, nắm được hết cái cách để mà các bạn làm cái này không, toàn bộ cái này nắm được chưa? Có ai thấy vất va vất vưởng chỗ nào không, thấy bế tắc khó hiểu chỗ nào không? Cái gì dạ, nhắn cái gì vậy Thư, chẳng châu, nhắn cái gì chẳng châu gì không, không là gì, cái gì vậy, dạ không là gì, cơm thì thầy biết còn không thì không biết, biết cơm không, biết biết từ cơm không, thể chỉ luôn vài từ tiếng Anh nha, từ tiếng Anh rồi sẽ có một số từ như sau này, cơm nhiều lắm nhưng mà thầy nghĩ là thầy sẽ không nên ghi ra hết đó. Nếu nào tìm hiểu thì tìm hiểu. Không là gì, nói gì tù lô, nhắn tù lô ghê. Rồi ví dụ này hiểu chưa, cái gì vậy, cái có đâu, không có đâu, không có ổn đâu mà. Sứ mệnh của thầy là mang lại niềm vui và kiến thức và là trò cười cho học viên đó, nào đuổi đi, thấy sứ mệnh của thầy nó ác liệt nhau, học viên thì mang lại cho thầy đau khổ không à. Tính ra trước giờ học thầy dạy mà không đứa học viên nào nó thua thầy đó ta, giận hết sức, thấy mình cũng đẹp trai mà. Khổ ghê nhờ. Rồi đó thì ví dụ hôm nay làm như vậy thôi, cứ lại cái mấy cái hình vuông mà lúc nãy mình làm đó, các bạn làm được là các bạn hiểu rồi nên thầy chắc cũng không cần giải làm cái gì. Thì đấy là tất cả những cái liên quan đến là cái position relative và cái position absolute, các bạn xem ha, xem lại cho nó nhớ và mình nắm được cái position luôn. Thì ngoài ra mình còn những cái thuộc tính position khác như là position fit nè, position sticky, rồi còn cái là rồi như thôi, còn có hai cái đó nữa thôi. Rồi thì hai cái đó thì về sau mình học, nhưng mà hiện tại mình chỉ học relative với absolute thôi, mình nắm hai cái relative với absolute thôi là đủ professional rồi, ok chưa? Hôm nay là lớp hiểu bài hết chưa, nắm được rồi đúng không, nắm được rồi thì mình học xong rồi mình ngồi tâm sự, nắm hết chưa, chắc chưa, đừng xạo xạo về chứ nào kêu quên bài nha.